Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua lần kiểm tra thứ ba, Ủy ban châu Âu EC chỉ ra những tồn tại về giám sát hoạt động của tàu cá trên biển. Vẫn còn số lượng lớn các tàu cá bị bắt khi hoạt động ở vùng biển nước ngoài. Theo thống kê, trong năm 2022, số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài là 81 vụ với 112 tàu cá và 957 người bị bắt, chưa kể số tàu cá đánh bắt ở các vùng trọng lớn, vùng nước lịch sử. Sau lần kiểm tra thứ ba của EC, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai kết luận và chương trình hành động 180 ngày quyết tâm gỡ thẻ vàng để chuẩn bị cho đợt kiểm tra vào tháng 4 năm 2023 của EC.